student point của QUT. Đây là chỗ mình học khóa master của mình. Cái campus này thì rất là gần city. Các bạn có thể đi mất chỉ khoảng 10 phút thôi. Đây là con đường chính dẫn vào campus. Bên tay trái của mình là Student Center, là nơi tất cả các bạn học sinh, sinh viên mới đến sẽ giải quyết các vấn đề về mặt giấy tờ ở đây. Hầu như chúng mình phải đến chỗ này rất là nhiều. Ở bên tay phải của mình là Botanic Garden, một nơi rất là xanh quanh năm, còn nở nhiều hoa nữa. Bây giờ là mùa hè, khá là nóng cho nên là ít hoa, dễ vào một chút nhưng cũng có khá khá. Mình thấy QUT rất là may mắn tại vì một cách vô tình Botanic Garden của thành phố lại nằm ở trong khuôn viên của trường, nó tạo cho trường một khung cảnh rất xanh sạch đẹp. Các bạn sinh viên có thể nằm dài trên bãi cỏ, lướt que, chat chít với nhau hoặc là có rất nhiều hoạt động ngoài trời ở Botanic Garden. Một hôm nào đấy thì mình sẽ dẫn các bạn đi thăm ở trong Botanic Garden nhiều hơn nhé. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đi khám phá QUT xem phòng học ở đây như thế nào, các building như thế nào nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến thăm QUT Business School. Bởi vì mình học Business cho nên đây được coi là trường của mình. Thì trong QUT thì có rất là nhiều khoa. Mình cùng vào xem sao nhé. Bây giờ đang là trong một semester cho nên là không có nhiều người đến học, khá là vắng vẻ. Christmas cho nên là các bạn đã thấy đấy, ở đây đã được trang trí rất là đẹp, rất là dễ thương với những cây thông lấp lánh. Đây là ở bên trong Business School, mặc dù nó có khá là nhiều tầng nhưng mà chúng ta sẽ chỉ đi tham quan tầng một chút thôi. Ở đây thì có một cái bản đồ thế giới luôn luôn sáng. Khi đến đây thì mình đã mình đến từ cái chỗ này và bây giờ ở đây. Khá là xa nhà đúng không? Và mình đã gặp những người bạn mà đến từ rất nhiều tỉnh ở Trung Quốc này. Có bạn ở Lào này, có thậm chí là có bạn ở tận Châu Phi. Và mình chơi rất thân với một bạn ở Nam Phi, rất là xa, ở tận đây cơ. Bây giờ thì chúng ta sẽ tham quan một chờ ở chúng mình nhá. Nhưng mà người ta là đang in view cho nên là mình chỉ nhìn qua nhá. Đây là thư viện của Garden Spoil. Ở Việt Nam thì mình chẳng khi nào được thư viện. Nhất là những ngày mà assignment sắp due ấy, thì ở bên mình đông, đông và cả buổi tối nữa. Cái lúc mình mới đi tham quan ở đây, mình rất ngạc nhiên là do trường này treo đèn ở trong sàn nhảy. Thư viện ở Kelvin Grove thì có lẽ là đẹp hơn ở đây, nhưng mà đây vẫn là nơi còn có minh nhất.
bạn đã có những ngày rất là vui vẻ trong cái thư viện này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi thăm những nơi khác nhé. Đây là quay lại đây và nhận ra các bạn ấy đã đi về nước hết rồi, mình cảm thấy rất là buồn, rất là đấy trống trải. Và mình hy vọng là khi mà mọi người nhìn thấy những quang cảnh quen thuộc này thì có thể nhớ đến QT, nhớ đến trường lớp học, nhớ đến tất cả các kỷ niệm mà chúng mình đã có với nhau trong thời gian qua. Đây là nhà Z, là nơi mà mình đã học kỳ cuối của mình. Ba môn kỳ cuối của mình thì đều được học ở trong các tầng ở đây. Ở nhà Z thì có một quán cà phê, quán ăn nhanh để phục vụ sinh viên. Họ phục vụ đến tối đấy. Và có rất là nhiều ghế sofa để, và có cả màn hình lớn nữa để các bạn có thể tụ tập ở đây sau những giờ học căng thẳng. Mình nhớ là môn thi đầu tiên của mình khi mà mình học Master thì cũng diễn ra ở khu nhà Z này, nhưng mà ở tầng dưới cơ, rất là căng thẳng. Đây là phòng 406. Mình nhớ là mình đã làm một cái case về cái phòng học này trong môn Employment Relations. Rất là khó, nhưng mình đã vượt qua môn đấy. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến thăm viện bảo tàng ở trong QUT và cái CM ở trong trường nhé.